Xin chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với kênh Bà Hồng Audio Một kênh chuyên review, giới thiệu và phối ghép những sản phẩm audio nghe nhạc chuyên nghiệp uh, Dành cho uh, các anh em chơi và đam mê âm thanh trên mọi miền Tổ quốc uh, Và hôm nay uh, Bà Hồng Audio lại rất vui mừng uh, đón nhận thêm uh, cặp loa Fire Audio F703 Đến từ Anh Quốc do công ty Anh Duy nhập khẩu và vừa mới giao hàng cho Bá Hồng Audio ngày hôm nay. À, như chúng ta biết thì trên thị trường Việt Nam hiện tại dòng file audio, Bá Hồng Audio là đơn vị độc quyền và phân phối bán chạy nhất cái dòng loa file audio à, đến từ Anh Quốc do công ty Anh Duy nhập khẩu. À, và tất cả những sản phẩm tại shop Bá Hồng Audio mang thương hiệu file audio đều là những cái sản phẩm nhập khẩu trực tiếp từ nhà sản xuất và phân phối và được bảo hành cho chúng ta chơi uh, hoàn toàn yên tâm à, Chúng ta nếu mà theo dõi uh, từ những cái dòng loa file audio uh, Những ngày đầu tiên mới bước về Việt Nam Thì uh, tại Ba ông Audio luôn là shop có nhiều Và cái số lượng hàng bán ra dòng file audio nhiều nhất trên thị trường Việt Nam uh, Thật là vui mừng và cũng thật là may mắn khi được uh, quý vị các bạn cũng như là anh em uh, Đam mê audio trên mọi miền tổ quốc ủng hộ liên tục cho Ba ông Audio uh, Xin cảm ơn mọi người rất nhiều và hôm nay uh, cặp loa file audio F703 uh, tiếp tục về hàng tại báo Hong Audio và dòng file audio này thì chúng ta biết và em cũng đã giới thiệu qua về cái lịch sử cũng như là uh, cái những cái triết lý sản xuất của hãng rồi uh, file audio được thành lập bởi những con người gạo cội trong thương hiệu Tanoi uh, đặc biệt là những người đã phát triển cái dòng Brexit của Tanoi tức là những cái dòng Westminster, Canterbury, rồi Kensington vân vân đúng không ạ? Và họ sản xuất dòng file audio với một cái tiêu chí và triết lý là nâng cao hơn chất lượng của những dòng loa đầu trục thêm một tầm cao mới nhờ những cái phát minh mới cũng như là những cái công nghệ và những cái chất liệu vật liệu hoàn toàn mới để có thể cho người dùng có một cái trải nghiệm âm thanh uh, chất lượng hơn nữa với những dòng loa đồng trục uh, cặp file audio F703 này là hàng nhập khẩu chính hãng uh, mức giá niêm yết của công ty là 185 triệu thưa quý vị và các bạn. Uh, bạn yên tâm rằng shop báo audio luôn có những cái mức giá chiết khấu tốt nhất thị trường do bên em là đại lý cấp 1 cho công ty Anh Duy. Chính vì vậy thì những cái sản phẩm bên em đều được cái mức giá chiết khấu cực kỳ là tốt và cực kỳ sâu. À, và một điều đặc biệt nữa là bên em không tốn nhiều các cái chi phí như các cái đơn vị uh, khác uh, cũng như là không tốn nhiều chi phí thuê một bảng ở phố lớn. Chính vì vậy thì những cái phần mà chiết khấu của công ty dành cho báo audio, bên em sẽ chiết khấu thẳng vào những cái sản phẩm để gửi tới tận tay người tiêu dùng với cái mức giá tốt nhất hợp lý nhất trên thị trường rồi bây giờ xin mời quý vị bạn chúng ta cùng khui thùng cặp loa này ra để chúng ta cùng test và thưởng thức âm thanh à, quý vị bạn đừng quên gọi cho Bà Hồng audio để có được mức giá tốt nhất so với giá niêm yết 185 triệu hãy liên hệ trực tiếp với bà Hồng qua số điện thoại 0978 263 263 xin cảm ơn quý vị và bạn rất nhiều